Các bạn đang nghe chuyện ma của phụ kiện điện thoại ngon bổ rẻ. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Đêm hôm ấy, Đào về nhà. Đào mở cánh cửa ra, bỗng nhiên thấy một hình bóng của ai đó đang ngồi ở giữa nhà. Đào cất lời nói lên: "Đít mẹ thằng nào đang ngồi ở đây thế?" Sau lời nói của Đào là những âm thanh yên lặng một cách tĩnh mịch. Đào nhìn vào trong nhà không thấy một hình bóng của ai, nhưng bước vào ngồi trên chiếc ghế salon, Đào lại thấy một hình bóng của ai đang đứng ở ngoài cửa. Đào lại cất tiếng nói lên chửi: "Đi mẹ thằng nào đang đứng ngoài cửa thế?" Đến khi Đào cất tiếng nói xong, không có tiếng người trả lời. Thời gian như ngừng trôi, chỉ có Đào với bóng đêm. Đào hiểu ra rằng mình đã nhìn thấy ma. Và rồi Đào bước chân ra ngoài cửa. Đào đóng cánh cửa lại, rồi bỗng nhiên nghe tiếng cốc 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 như định thần lại. Đào hình dung rằng hôm nay là một ngày Đào gặp ma. Và rồi Đào hé cánh cửa ra. Đào thò đầu ra, nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, nhìn về phía trước, chỉ thấy một màn đêm. Rồi Đào đóng cánh cửa lại, rồi bước chân vào ghế, nghĩ lại những quãng thời gian qua. Đào tự hỏi mình làm gì mà có hồn ma đi theo. Đang trong khoảng không gian suy nghĩ, Đào lại nghe tiếng cốc cốc cốc. Đào định thần rằng mình đã gặp ma, và rồi hồn ma đó đang trêu đùa mình. Đào không còn mở cánh cửa chính ra nữa. Đào mở cửa sổ ra và thò đầu ra hỏi ai đó, nhưng không thấy tiếng hồi âm. Rồi trong khoảng đêm tĩnh mịch lại nghe tiếng cốc cốc cốc. Đào lấy hết sức bình sinh rồi cất tiếng nói: "Đít mẹ thằng nào gõ cửa thế? Nửa đêm rồi không để cho tao ngủ à?" Đáp lại tiếng nói của Đào là chỉ nghe thấy tiếng hú vang vọng bên tai, tiếng gió rít qua những luồn cây và bụi cỏ. Rồi Đào khép cánh cửa sổ lại, ngồi rót ấm nước chè. Khi Đào vừa rót đứng được một ly nước chè ra thì lại nghe tiếng cốc cốc cốc. Đến lúc này Đào đã cảm nhận được rằng
nỗi sợ đã bao trùm cơ thể mình. Đào còn không cất lên tiếng. Lúc đầu Đào cất những lời nói rất là tục tĩu, nhưng lúc sau Đào hỏi: ai thế? Ai gõ cửa lúc nửa đêm thế này? Nhưng không nghe tiếng người đáp lại. Đào biết rằng canh hai lúc nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, nhìn ra ngoài không thấy ai, nghĩ rằng có hồn ma đang ở đâu đó quanh đây đang trêu đùa Đào. Và rồi Đào ngồi im. Khi ngồi im giữa không gian tĩnh mịch đó, Đào hiểu ra được rằng những tiếng gõ cửa luôn văng vẳng bên tai, không biết rằng do mình cảm nhận hay là có tiếng gõ cửa thật. Và rồi cuối cùng Đào châm ba nén hương, thắp hương ra tiên, rồi xin ra tiên phổ độ trì cho Đào có một giấc ngủ ngon, xin ra tiên phổ cho tâm hồn được thảnh thơi, không còn bị ám ảnh bởi bóng người giữa đêm khuya, không còn ám ảnh giữa tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Khi ba nén hương tàn, Đào không còn nghe tiếng người gõ cửa nữa, nhưng Đào lại nghe tiếng người nói: chị ơi, chị ơi, chị có bán tai AirPods Hồng Kông không? Nếu có thì bán cho em một cái nhé. Và khi Đào nghe tiếng người nói mua tai AirPods Hồng Kông, Đào bảo rằng nửa đêm rồi, chúng mày ngủ con mẹ mày đi, mai mua nhé. Tai AirPods Hồng Kông 1,8 triệu, bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới. Còn tao đang bận lắm, chúng mày đi ngủ đi.